Các em thân mến, chào mừng các em đến với giờ học online giới thiệu về đặc tính của BGT Transistor. Như tuần trước, chúng ta đã được học về cấu trúc và ký hiệu của BGT Transistor. Và BGT Transistor BGT của chúng ta có thể thiết kế cái cách mắc chung như sau. Thứ nhất là hình ở phía bên trái của chúng ta là mạch mắc chung B, là transistor, các em thấy nó nằm ngang. Thứ hai, nó nằm đứng lên như thế này và ngõ ra là ở cực C. Và cái thứ ba là transistor được thiết kế dọc như thế này trong một mạch điện và tín hiệu ngõ ra lấy từ cực ơ. BGT transistor mắc ơ chung. Các em sẽ nhìn thấy tín hiệu ngõ vào nhỏ màu xanh, tín hiệu ngõ ra ở phía bên tay phải của chúng ta tại cực C có cái biên độ lớn hơn rất nhiều. Và các em sẽ nhìn thấy ở phía trên của chúng ta có một cái nguồn mà người ta ký hiệu là cộng VCC, tức là nguồn một chiều. Thì đây là một mạch mà các em cần phải làm quen để khi chúng ta vào thiết kế một mạch là transistor nó nằm ở vị trí như thế nào. Đây là vị trí mạch mắc ơ chung. Ta sẽ thấy tín hiệu ngõ ra lấy tại cực thu. Thiết kế tối ưu nhất cho một mạch khuếch đại. Và mỗi một cách mắc nó gọi là common emitter. Ta có thể mắc chung C là hình phía bên tay phải của chúng ta. Tín hiệu ngõ ra lấy từ cực E. Hôm nay cô giới thiệu với các em một mô hình như trên slide. Các em sẽ thấy đây là mạch khuếch đại và mạch loa. Đây là cái loa mà hình con cún. Các em nhìn thấy dễ thương không nào? Và ở phía bên tay phải của các em, đây là mạch điện. Và trong này, transistor của chúng ta có hai transistor. Kỳ trước chúng ta đã học về transistor NPN, tức là transistor ở phía trên. Và NPN này mũi tên đi ra và tín hiệu ngõ ra lấy từ cực E. Rồi, các em nhìn tiếp theo cho cô con PNP phía dưới, tức là mũi tên ở cực phát đi vào. Và tín hiệu ngõ ra ở trong trường hợp này ra loa cũng lấy từ cực E. Và như vậy mạch này được gọi là mạch mắc C chung. Cô muốn giới thiệu với các em có những cái mạch rất phức tạp. Thí dụ như mạch khuếch đại công suất 4, sử dụng 4 transistor. Các em chúng ta cùng đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây tại sao chúng ta lại gọi là mạch khuếch đại công suất 4 BGT? Thì ở đây người ta tính như sau các em. Đây là một mạch khuếch đại mà chúng ta nhìn chung, các em đừng sợ. Ở đây các em thấy xuất hiện các diode. Diode mình cũng đã học rồi. Và ở đây phía sát phía bên tay phải, tức là bên tín hiệu ngõ ra. Trong bất kỳ một mạch điện nào đấy các em, mạch điện đều có hình vuông. Và trong bất kỳ một mạch điện thì phía bên tay phải của chúng ta được gọi là output. Phía bên tay trái của chúng ta được gọi là input. Phía trên màn hình, ở phía trên của chúng ta thì được gọi là thành phần DC input. Và phía dưới, ở phía cận dưới của chúng ta thì được gọi là nguồn âm hoặc là ground, tức là mặt đất. Như vậy bất kỳ một mạch điện nào của chúng ta đều có một hình vuông. Và đây người ta gọi là mạch khuếch đại công suất 4 BGT, là người ta tính ở phía bên tay phải của chúng ta có 2 BGT mà các em thấy nó đóng khung. Và 2 BGT tiếp theo là 4 BGT được mắc kế tiếp và mắc nhiều transistor như vậy là khả năng khuếch đại càng lớn. Và tiếp theo chúng ta thấy một transistor nằm tiếp theo ở chính giữa có một cái tụ hồi tiếp thì ta gọi transistor này là mạch khuếch đại trung gian. Và ở đây các em ở phía bên tay trái của các em sẽ thấy một mạch khuếch đại mà hai transistor nó úp mặt vào nhau như thế này. Và
tín hiệu nguồn thì cực E là nằm ở phía trên và con này là hai con PNP. Thế thì transistor này nó có cấu trúc và rất đặc biệt, và cái mạch này các em sẽ được học ở trong mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, và đây là mạch ghép vi sai. Thì tất cả mục đích của chúng ta sử dụng transistor trong một mạch điện với một mục đích là để khuếch đại tín hiệu. Khuếch đại là làm lớn lên đại lượng về dòng điện, điện áp. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần giới thiệu về các đặc tuyến vôn ampe của transistor. Đặc tuyến vôn ampe của transistor, nếu ta thiết kế nằm ngang như hình hoặc nằm đứng như hình thì chúng ta sẽ có những đặc tuyến riêng biệt dành cho một transistor nếu chúng ta có ba cách thiết kế khác nhau. Nó là nguồn gì DC hoặc là trừ DC, các em có anh phải trừ để về DC rồi, hoặc là đối với ground, tức là cái này là đối với đất là bằng không, đúng không? Và như vậy các em nhìn cho cô nè, bao giờ cũng vậy, chúng ta phải học thuộc lòng. Và con transistor này có xoay ngang xoay dọc, diode không có xéo xéo đâu, cái diode cũng vậy, diode chúng ta đã học rồi, chúng ta thấy nó cũng 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 hay hay thú vị nào. Còn diode thì có lúc em vẽ theo chiều này, lúc nãy có bài tập như vậy, có lúc thì em vẽ theo chiều này, nó chỉ có hai chiều thôi. Còn transistor của chúng ta cho dù gì đi chăng nữa thì phía bên tay phải của chúng ta người ta vẫn quy ước ấy. À, là luôn luôn quy ước à, chiều dòng điện à, là ngõ ra, ngõ ra trong trường hợp này thì cái mũi tên nó đi vào kệ nó, vòng một chiều mà, ngõ ra trong trường hợp này là mũi tên nó đi ra kệ nó. À, quy ước này, ngõ ra trong trường hợp này, em thấy không? Đây, cái mũi tên này mình quy ước đây là ngõ ra mà, nhưng mà em thấy cái mũi tên IC thì lại là ngõ vào, nhưng kệ nó, bởi vì các em nhớ là cái mạch điện của chúng ta nếu mà nối ra, cô còn nói đây cái tụ này, và ở đây có một cái loa này hay là một cái động cơ gì đấy hoặc là cái loa gì đấy, các em nghe giọng cô lúc nãy trong một mạch điện. Như vậy mạch điện có hình vuông, tay phải của chúng ta là output, tay trái của chúng ta là input, cận trên và cận dưới luôn luôn là nguồn, nguồn một chiều, nguồn xoay chiều, à nguồn một chiều các em nhé. Và như vậy trong mạch điện của chúng ta bây giờ tồn tại tới hai đại lượng AC là một, và đại lượng thứ hai là đại lượng DC, luôn luôn có, nếu không thì nó không làm việc các em, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ cái điện thoại này muốn làm việc trước tiên nó phải bật pin nó lên, và pin này được sạc từ đâu? Từ nguồn xoay chiều, nhưng sạc vào đây. Con transistor này cũng vậy, trong một mạch điện nó có ba cách mắc, có ba cực mà. Cách mắc thứ nhất nằm ngang này như này, nối mạch được, nhưng ở đây cô muốn là ngõ ra, giữa hai cái cực này của nó ta gọi nó là VCB và ngõ vào rồi, và VCB. Thế thì ở đây á, ngõ vào và ngõ ra, còn dòng ngõ vào này là cái dòng IE này, chiều của nó kệ nó, nhưng nó là dòng ngõ vào, và đây là dòng ngõ ra, nó là dòng IC, còn chiều của nó có thể âm dương, đấy là chuyện của mình. Hai cái điện áp ngõ vào và ngõ ra có chung một điểm B, người ta gọi B chung, base common. Khi mà cô quay sang cái hình đây, đứng đi này, thì bây giờ cô thích thiết kế nó nằm ngang như này, cô thích thiết kế nó nằm ngang như cái hình mà mạch B chung này, góc góc phải này của chúng ta. Cô thích nó đứng lên cái hình này cơ. Thế thì cái mạch này là cô thích thiết kế trong mạch như vậy. Thế thì ở đây các em bắt đầu nhìn này, là chúng ta phải tìm cái điện áp phía tay phải của chúng ta giữa hai cực này, thì ta có cực này là cực VCE, đúng chưa? Rồi chúng ta tìm cho cô một cái điện áp ở phía tay trái của chúng ta, V này là VBE, có đúng không? Ba cực này, một này, hai này, ba này, mỗi tên nó vậy. Như vậy ngõ vào và ngõ ra của cái mạch này đấy các, nó có chung một chữ ơ, và người ta kết luận đây là mạch mắt e chung. Thí dụ như cái hình này, thí dụ như cái hình ở phía trên góc trái này, thế thì cô cứ hết sức máy móc thôi các em, tại nó có ba cực mà, thì cô cũng lấy một cái vector này, cô cũng lấy một cái vector này, thấy phía tay phải của cô là cực thu rồi, à phía tay trái của cô là cực phát rồi. Thế như vậy thừa lại một cực, bây giờ mình mới ra một cái kết luận như này, à nó có ba cực em, thế thì cực nào nằm phía tay trái, à cực nào nằm phía tay phải chứ, thì nó bị bận
là output. Cực nào nằm phía tay trái thì nó bị bận là input. Đây, một cái output, một cái input. Như vậy cái cực thừa còn lại này các em được gọi là mắc chung này, được chưa? Thế bây giờ cái cách thứ hai là bây giờ em nhìn cái hình bên này. Thế bây giờ chúng ta nhìn ở bên này á, chúng ta nhìn thì thường người ta đặt tên là cực thu á, tức là lúc đó chúng ta phải nối với tải. Và như vậy cực thu ở đây, cái hình đứng này cực thu ở đây thì nối với output, mặc định luôn. Nền ở đây á thì nối với input. Như vậy nó thừa lại một cực E này này các em. Và người ta gọi cực E này là mắc E. Thế thì bây giờ lại còn một, nó có tới ba cực nữa các em. Cho nên ở đây cô mới muốn nói về cái cách mắc chung. Nếu em mua một con transistor về mà em lắp theo kiểu nằm ngang như thế này thì em có một cái họ đặc tuyến. Em có một cái họ đặc tuyến. À, mắc luôn kiểu nằm ngang. Em có một cái họ đặc tuyến và người ta gọi họ đặc tuyến này. Họ nhé các em. Họ là nhiều. Họ đặc tuyến này, người ta gọi họ đặc tuyến này là họ đặc tuyến ngõ vào. Nếu em mắc ngang như thế này, họ đặc tuyến này, họ đặc tuyến ngõ ra, mình chắc hiểu lắm. Và họ đặc tuyến này được gọi là họ đặc tuyến, gọi là transmission, tức là truyền đạt. Truyền đạt, các em vẽ vào cho cô. Chúng ta học mấy cái mắc mắc chung để mình học thuộc. Học thuộc cái trục. À, đặc tuyến ngõ vào trong trường hợp này là IE. IE, à, vào này, là dòng vào này. Phụ thuộc vào VBE là dòng ngõ vào, phụ thuộc vào điện áp ngõ vào. Mình học thuộc như vậy thôi. Người ta cho sẵn luôn các em. Giống như là chúng ta sinh ra là có bố mẹ nè, quê quán nè, nơi sinh nè và ngày sinh. Thì đấy, transistor cũng hệt như vậy. Nhưng mà nếu em lắp ngang như thế này thì có đồ thị này. Và họ đặc tuyến quan trọng nhất mà các em cần phải học thuộc đấy là họ đặc tuyến ngõ ra. Một trục học thuộc lòng luôn, IC. Đây, cái dòng ngõ ra đây. Ở phía này cũng là ngõ ra, nhưng mà ngõ ra đây em thấy nó đi vào. Nhưng mà vào kệ nó. Nhưng nó nằm ở phía tay phải của các em. Dòng ngõ ra phụ thuộc vào điện áp ngõ ra. Đây là VCB. Và đây em nhìn cho cô cái thông số này, nó bằng là IE, nó phụ thuộc vào dòng ngõ vào. Dòng ngõ vào tăng lên thì nó tăng lên. Và ở đây nó thể hiện luôn ba cái vùng. Vùng thứ nhất là vùng cận cận này này các em. Người ta gọi nó là vùng ngưng dẫn và vùng óc. À, mình nhớ mang máng thôi. Bởi vì sao tất cả những cái điểm, à bây giờ các em làm quen với cô chữ Q. Q là quality, là một cái điểm. Tất cả những cái điểm nằm trên đây mà chiếu lên cái trục IC này này các em. Đây là trục IC. Chiếu lên cái trục IC này ta đều có cái IC min. Và lúc nãy anh nghe nhớ nhớ là cái IC min có khi nó bằng 0 á. Vùng này được gọi là vùng off. Vùng này à, thì ở đây trong cái đồ thị này người ta cho những em tại cái điểm này này. Nó có một cái chữ V CB là đặc tính nó ra là dòng ra phụ thuộc áp ra. Set. Cái vị trí này nó bằng 0,2 volt. Chết, 0,2 volt thì mà mình thấy cái nguồn của mình là 50 volt, 20 volt, người ta cho qua luôn bằng không luôn. Thế thì cái vùng xanh xanh cô nói, vùng này được gọi là vùng saturation. Vùng này được gọi là vùng off. Và còn lại một vùng cuối cùng là cái vùng mà bằng này này. Thế cô lấy thí dụ điểm Q cô nằm đây chẳng hạn. Hấp dẫn nè. Điểm Q cô mà nằm đây, cô thích vậy á, tự nhiên cô chọn vậy á. Thì điểm Q cô này thì em chiếu lên đây có IC này. À, trong vùng này người ta gọi cái vùng bằng bằng này, người ta gọi vùng này là vùng khuếch đại. À, em thấy có U, có I này, đây là VCB nên ICB này. Thế bây giờ cô giả sử điểm Q1 của cô nằm đây. Nằm chỗ này. Thì chết rồi. ICQ1 bằng 0 và VCBQ1 lớn bao nhiêu nữa, hai cái này nhân nhau. Như vậy Q1, đối này là Q2 là vùng bảo hòa này các em. Bắt đầu chiếu này xuống tất cả những điểm chiếu xuống đây là bằng 0,2 hết. Bé vô cùng. Cho dù cái điểm dòng của nó có thể ở đây, có thể ở đây, có thể ở đây, rất là lớn. Nhưng tất cả những điểm này, công suất của điểm P, Q2 bằng 0. Bây giờ đã là 10 giờ
10 giờ 59 phút, tức là gần 11 giờ rồi các em. Thế thì ở đây cô muốn chốt lại một chút xíu thôi. Tóm lại, nếu em mắc B chung thì em có 3 họ đặc tuyến. Họ là nhiều. Đặc tuyến thứ nhất được gọi là đặc tuyến ngõ vào, và họ đặc tuyến thứ hai, vào thì dòng vào ác vàng. Họ đặc tuyến thứ hai là họ đặc tuyến ngõ ra. Nghe rõ, nó vào thì phải ra. Rồi họ đặc tuyến thứ ba người ta gọi là họ đặc tuyến truyền đạt. Thì cái họ đặc tuyến này em lưu ý một chút, tức là dòng IC, tức là cô thu được bao nhiêu, phụ thuộc vào dòng IE. IE là dòng vào mà. Cái này là dòng ra mà, dòng ra phụ thuộc vào dòng vào. Và với sự thay đổi của VCB1, VCB2 và VCB3. Thế là ba dòng này, nhưng mà câu hỏi trắc nghiệm có đấy. Đây là họ đặc tuyến ngõ ra của mạch mắc chung gì thì chúng ta phải nhớ. À, đây là họ chữ IC này, IE này. Có này là IC này, VCB này. Có này là IE này, VBE, tức là dòng vào, dòng ra. Và em nhớ luôn cái họ, một cái họ đặc tuyến duy nhất là cái họ đặc tuyến chính giữa này, là cái đường nó bằng 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 bằng, thế nào mình nhớ được. Chẳng có gì mà không nhớ được cả. Đây được gọi là mạch B chung. Em không thích lắp cái này. Lắp cái này cho cô. Đây được gọi là mạch ơ chung, common emitter này. Common emitter. Thế thì cái mạch ở chung này là đây con PNP này, còn con này là NPN. Và tại sao cô lại biết này thì lúc đó kem hết sức máy móc này. Đây là em tìm được hai cực của nó, cái này là VCE. Đúng không? Cái này là V gì? BE. Đúng không? Dòng vào ở đây là dòng IB. Như vậy nó cũng có sẽ có ba đặc tuyến. Và cái mạch này là một lần nữa học thuộc này. Nó có ba cực. Một cực ở tay trái là cực C. Sau này chúng ta sẽ nối với cái tụ điện. Một cực ở bên tay phải là cực nền. Như vậy ta thừa lại một cực, và cực này được gọi là mắc chung. Và bên đây cũng thấy, ta nhìn một chút này, con PNP giống hệt. Tay trái output cực C rồi. Tay phải nó có ba cực thôi mà, là cực input. Như vậy thừa lại một cực, và đây cũng gọi là mạch mắc gì? Ơ chung. Và cái mạch này của chúng ta, nếu em mắc như thế này thì em cũng có ba họ đặc tuyến. Họ đặc tuyến, em có ba họ đặc tuyến. Họ đặc tuyến và dòng, tức là chúng ta phân cực đấy các em. Cái này là phân cực dòng một chiều đấy. Từ từ, phân cực là chúng ta cung cấp. Và nếu chúng ta làm như thế này, mạch ơ chung, thì chúng ta sẽ có đấy con PNP và NPN, và chiều đây là chiều dòng điện. Thì mạch ơ chung này chúng ta cũng có ba họ đặc tuyến. À, bây giờ cô đảo vị trí tiếp. Đặc tuyến thứ nhất là đặc tuyến ngõ ra, dòng ngõ ra. Dòng ngõ ra là dòng IC. Đây cô để lên này, lát nữa rồi mình sẽ thấy. Dòng ngõ ra là dòng IC, mặc định cái đã. Dòng ngõ vào sau này các em thấy là nó là dòng IC và VCE. Tại sao vậy? Đây IC VCE, và này là VBE. Đúng chưa? Cái này nó có hai cái điểm chung, nếu mà mình không hiểu thì mình viết như vậy. Rồi các em nhìn cho cô họ đặc tuyến ngõ vào. Vào là dòng vào ác vào, và cái dòng vào bị phụ thuộc nó nằm ở đây là IB bằng này và IB bằng này bằng max, ví dụ như vậy. Và cái tham số ở đây sẽ là dòng IB, và trên họ đặc tuyến này cũng có ba vùng. Vùng thứ nhất vùng ngắt, vùng thứ hai là vùng bảo hòa, và vùng thứ ba chắc là cái vùng trong giữa này các em. Vùng thứ ba là một cái điểm quy gì đấy, là vùng dẫn điện. Em cứ thử thôi, chỉ không đây. Còn vùng ngắt đây, vùng bảo hòa đây, mình tự đặt ra. Và cái chỉ cần nhớ cho cô họ đặc tuyến ngõ ra của mạch mắc ơ chung là nó có dạng này. Người ta cho trước luôn, mình có thể tra trên datasheet. Còn bây giờ dòng ngõ vào này, em máy móc hết sức này. Dòng ngõ vào chắc chắn đây là dòng IB rồi, vào của con transistor. Và này chắc chắn là VBE này, VBE. Và họ đặc tuyến truyền đạt thì em nhớ cho cô luôn luôn là dòng ngõ ra. Tại truyền đạt là cái dòng ngõ ra phụ thuộc vào dòng ngõ vào, dòng IB. Và cái dòng IB này nó nằm ở chỗ này đấy các em. Đây.
là những cái mà nằm ở chỗ này, đấy là dòng email. Nhưng mà việc của các em là gì? À, biết đặt cái data sheet của cái bài, của cái người ta cho. Data sheet là cái gì? Là cái người ta cho IC rồi VCE rồi vân vân và vân vân. Rồi, bây giờ tiếp theo. Ta còn một cái mạch nữa. Có tự nhiên có một cái tổ mắc tải ở cực E các em. Lúc nãy là các em nhìn thấy cực C này. Thế thì bây giờ nếu cô thích mắc như này, lúc nãy là cô lấy output ra là ở cực C này, hoặc là mặc định không có cái đó, thì bây giờ cô thích lấy output ra ở cực E. Thế thì trong trường hợp này á, em nhìn cho cô, trong trường hợp này ta vẫn có VBE, dòng IB là điện áp ngõ vào, giống hình như hình bên đây. Dòng IC vẫn gọi là điện áp ngõ ra đối với mặt này, và đây nó còn một cực nữa. À đúng không? V cực E ở dưới này, cho nên bây giờ là VOC, còn lúc nãy là VCE. Đúng chưa nào? À thế thì bây giờ anh nhìn cho cô này, giữa ngõ vào và ngõ ra vẫn có một chữ E chung. Nhưng mà bây giờ cái mạch của cô, nó tải của cô lại gắn vào đây ta. Là một cực gắn với output, như vậy nó bị busy. Một cực thì gắn với output. Đúng chưa? Là cực này rồi. Out rồi. Một cực gắn với input. Và cực thừa còn lại đấy thì được gọi là mắc chung, và mạch này được gọi là mắc chung common. Mạch này được gọi là mạch mắc chung. Chung cái gì? Chung C. Và lúc nãy chúng ta có mạch ở B chung đúng không? Có ba mạch nhé. Mạch B chung nó có đồ thị khác thôi. Mạch Ơ chung và C chung có chung một đồ thị, là đồ thị này luôn. Sung sướng không các em? Và như vậy là mình rất sung sướng. Mình chỉ cần nhớ một đồ thị này thôi. Là chỗ này cũng là IC và chỗ này cũng là VCE đối với hai hình này. Thế còn nếu mà mạch B chung ấy, nếu là mạch B chung, các em nhớ cho cô, nhìn sát nằm ở phía tay phải đây, nhìn chung đây, thì lúc đó có một cái đồ thị họ đặt tuyến ngõ ra, là hồ đồ thị họ đặt tuyến ngõ ra, cô vẽ chung chung vào đây nha. Chúng ta cần phải nhớ một một họ thôi, thì đây sẽ là VCB, V ra. Và dòng ngõ ra vẫn là dòng IC. Như vậy chúng ta tóm lại chỉ việc học hai đồ thị. Đồ thị thứ nhất là VCB, VIC. Đồ thị thứ hai là VCE và IC. Cần thấy dòng cực thu mà ra mà. Chúng ta luôn luôn quan trọng cái dòng ở ở cái cực thu. Và lúc nãy nếu trong cái video đấy, các em sẽ nhìn thấy cái bóng đèn nó nằm ở hai cái nhánh nào, nó sáng lên, tức là có dòng điện. Cho một mạch điện như hình đây, có một cái nguồn mình chẳng hiểu, và đây còn transistor của chúng ta đây, đúng chưa nào? Nào bây giờ các em cùng với cô phân tích. Bây giờ tự nhiên mặt mạch điện như hình thì cái mạch này á, là một cái mạch phân cực nào đó, nhưng mà ở mạch này cô thấy là có cực C này, cực B và cực RE, và em thấy điện trở ở cực nào thì mắc ở cực đó, và điện trở RB thì mắc ở cực B. Và đây em bắt đầu phân loại. Ở đây chúng ta thấy sẽ thấy có hai cái tụ điện nằm ở đây. Mình chẳng hiểu tại tụ điện thì thôi, em cứ vẽ cái màu xanh vào cho cô. Màu xanh tức là cái tụ điện này là tín hiệu AC đấy. Thế thì cái tụ điện này nó nối với cái điện trở này, thì hình như nó sẽ không liên quan gì đến cái một chiều cả. Tại DC này, em có một nguồn vật DC đây này. Cô bây giờ cô mới vẽ nó ra thành cái hình nguồn này. Đây là dương, mình nhớ mang máng này, dương nằm ở đây. Ở đây là cực phát này, có một hạt electron NPN mà. Thế thì muốn ở đây, muốn cái hạt electron này nó chạy lên đây á, thì ở đây phải dương đúng không? Đây là dương này, đúng không? Và bây giờ các em xem cho cô này, cô mới phân tích cái dòng chứ. Cô vẽ cái dòng màu đỏ là dòng nối mạch này, nối đây tới đây, nó phải rẽ làm hai đúng không? Nhưng nó sẽ không rẽ, và nó chỉ rẽ theo cái chiều này, và đây chính là dòng IB nằm phía tay trái. À, cực này chắc chắn là input. Mình cũng chưa hiểu lắm. Và đây là cái nguồn một chiều, thì nó phải đi đây, là dòng ở cực nào thì mang tên là dòng cực đấy. Đây là dòng IC và đây là dòng IE.
Dòng ở cực nào thì mang tên là dòng cực đó. Tới đây các em nó đi thẳng xuống đây, và dòng đây thì là dòng IE rồi.